Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, Bitcoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số được phát hành dưới dạng phần mềm mã nguồn mở. Kể từ khi chính thức ra đời vào năm 2008 cho đến nay, Bitcoin đã có không ít ảnh hưởng đến với thị trường tài chính thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Vậy vì sao Bitcoin lại hấp dẫn đến như vậy? Kịch bản nào sẽ xảy ra đối với nhà đầu tư Bitcoin tại Việt Nam trong thời gian tới? Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình tạp chí ngân hàng với chủ đề Kịch bản nào cho nhà đầu tư Bitcoin tại Việt Nam. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi sự biến động giá của đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin trong phần tổng hợp ngay sau đây. Bitcoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số được phát hành dưới dạng phần mềm mã nguồn mở. Kể từ khi chính thức ra đời vào năm 2008 đến nay, Bitcoin đã có không ít ảnh hưởng đến với thị trường tài chính thế giới. Nhu cầu về Bitcoin và các loại tiền ảo đã tăng vọt trong vài tháng qua, sau khi một vài quốc gia và tổ chức tài chính đã thực hiện một số biện pháp để tăng tính hợp pháp của chúng. Hồi tháng 4 năm 2017, Nhật Bản công nhận Bitcoin như một đồng tiền hợp pháp, thúc đẩy nhu cầu đối với đồng tiền ảo này tăng mạnh. Theo công ty nghiên cứu thị trường Crypto Compare, vào cuối tháng 11 năm 2017, có 80% giao dịch mua bán Bitcoin là từ châu Á, nổi bật là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Việt Nam. Theo như tôi biết thì là tổng cái lượng cung cấp tối đa của Bitcoin là 21 triệu đồng và hiện giờ thì đã khai thác được khoảng gần 17 triệu đồng và chỉ được khai thác hết cho đến năm 2140. Điều đó có nghĩa rằng là cái lượng Bitcoin cung cấp trên ngoài thị trường thì ngày càng khan hiếm và đó cũng sẽ là một trong những cái tiêu chí để cho đồng Bitcoin tăng giá lên nếu mà cái tổng vốn hóa mà đổ dồn vào Bitcoin nó sẽ tăng lên. Bitcoin bắt đầu năm 2017 với mức giá 1.000 đô la Mỹ trên một coin. Ngày 5 tháng 1 năm 2017, Bitcoin tăng lên mức 1.040 đô la Mỹ, là mức giá cao kỷ lục của Bitcoin thời điểm đó, cũng là mức giá cao nhất năm 2013 của Bitcoin trước đó, được xác lập vào ngày 28 tháng 11 năm 2013. Sau một vài cú điều chỉnh giảm, Bitcoin tiếp tục vượt qua giá của một ounce vàng và đến ngày 11 tháng 6 năm 2017, Bitcoin đạt đỉnh với 2.950 đô la Mỹ trên một coin. Bitcoin sau đó tiếp tục tăng giảm trái chiều nhiều phiên nhưng luôn nằm trong xu hướng tăng mạnh. Sau các đợt điều chỉnh giảm tới 40% tại mốc 5.000 đô la Mỹ ngày 2 tháng 9 năm 2017 và mốc 7.870 đô la Mỹ ngày 7 tháng 11 năm 2017, Bitcoin bứt phá lên mốc 19.675 đô la Mỹ vào ngày 17 tháng 12 năm 2017, trở thành đỉnh cao nhất mọi thời đại của Bitcoin. Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh lịch sử, Bitcoin trở lại đà rơi mạnh, mức giá thấp nhất kể từ lúc điều chỉnh giảm là mức 5.940 đô la Mỹ vào ngày 6 tháng 2 năm 2018. Tính đến ngày 30 tháng 3 năm 2018, Bitcoin có giá là 6.870 đô la Mỹ trên một coin. Với mức biên độ giá dao động mạnh, khó có chuyên gia nào có thể dự đoán được về mức giá của đồng tiền kỹ thuật số này trong thời gian tới. Bitcoin nó có một bước tăng trưởng rất là nhanh. Và cái mức tăng trưởng này theo tôi cho rằng nó là mức tăng trưởng khá là điên rồ. Thì từ những cái mức ban đầu sơ khởi rất là thấp, nó cái thời điểm mà nó đạt cái đỉnh cao nhất nó cũng đã gần 20.000 đô cho một Bitcoin. Thì cái việc này nó thu hút được cái sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư. Là trong tương lai thì cái xu hướng trading thì nó sẽ giảm xuống, bởi vì không ai là suốt ngày trade được. Mà cái số lượng người mà tham gia vào trading thời gian đầu thì họ mất tiền, họ được tiền dần dần họ cứ phải đi tìm những cái công việc nó cụ thể, nó rõ ràng hơn. Thì tôi nghĩ là cái trading nó sẽ giảm xuống trong tương lai, nhưng mà cái hệ sinh thái blockchain nó sẽ vẫn còn tiếp tục lớn mạnh. Dựa trên nền tảng blockchain, tiền điện tử hay còn gọi là tiền kỹ thuật số đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư trong thời gian vừa qua. Vậy lý do nào khiến cho loại tài sản ảo này lại có sức hút lớn đến như vậy? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Khi tham gia đầu tư bất kỳ một thị trường, một loại hàng hóa nào, lợi nhuận chính là điều được giới đầu tư quan tâm đầu tiên. Năm 2017 là năm chứng kiến sự biến động mạnh mẽ nhất của đồng Bitcoin. Có thể thấy rằng, biên độ lợi nhuận lớn cùng chi phí giao dịch thấp đã giúp cho các loại tiền kỹ thuật số thu hút mạnh mẽ dòng tiền từ thị trường. Thì cái đồng tiền Bitcoin nó đã có sự tăng trưởng đáng kể từ cái mức là 1.000 đô lên đến mức gần 20.000 đô. Điều này khiến cho cái rất là nhiều các cái nhà đầu tư hoặc là một số những cái người đã nắm giữ cái đồng Bitcoin từ ngày xưa đã trở thành triệu phú, thậm chí là tỷ phú. Và chúng ta có thể thấy là đó tạo nên một cái hiệu ứng cho rất là nhiều các nhà đầu tư, họ quan tâm hơn đến cái đồng Bitcoin. Mức chi phí mà chuyển Bitcoin, giao dịch Bitcoin với nhau thì rất là thấp. Cách đây một năm thì cái việc mà chuyển Bitcoin thì mỗi một lần giao dịch thì cái chi phí nó chỉ rơi vào khoảng tầm một vài nghìn đồng thôi.
tính theo giá thì là một vài nghìn đồng thôi. Và cái việc giao dịch rất là nhanh và với số lượng thì không giới hạn. Bitcoin nói riêng và tiền kỹ thuật số nói chung có đặc tính là được xây dựng từ các thuật toán, không chịu kiểm soát bởi bất kỳ một chính phủ hay một tổ chức tài chính nào. Do đó, giá trị của loại tiền ảo này phụ thuộc vào nhu cầu thực của thị trường và sẽ không chịu tác động của việc làm giá. Đối với các loại hình mà tiền tệ mà theo cái hình thức truyền thống thì lâu nay chúng ta biết là các ngân hàng trung ương sẽ có những cái biện pháp để mà chi phối cái giá. Mà Bitcoin thì hoàn toàn nó là thuộc về cái yếu tố cung cầu. Mà đối với một cái thị trường mà mang cái yếu tố nền tảng hiện đại thì cái yếu tố cung cầu là cái yếu tố nó quan trọng nhất. Khi tìm kiếm từ khóa Bitcoin để tìm hiểu, các nhà đầu tư sẽ được biết đến nền tảng của không chỉ Bitcoin mà hầu hết các loại tiền kỹ thuật số chính là công nghệ blockchain. Thông tin được mã hóa bởi hệ thống blockchain không được lưu giữ ở một nơi cố định. Thay vào đó là những sợi xích blockchain nối những mắt xích block được lưu lại cùng một lúc trên nhiều máy khác nhau trong hệ thống máy trên thế giới. Và theo các chuyên gia, điều này tạo ra sự an toàn trong bảo mật thông tin và thu hút các nhà đầu tư khi thuật toán này trở thành xu thế của toàn cầu. Khi mà cái hiểu biết đầu tiên của tôi Bitcoin đó là nó dựa trên nền tảng về blockchain. Và khi mà tôi tìm hiểu về cái công nghệ blockchain đó, với những kiến thức rất sơ qua thôi, thì tôi đánh giá là cái công nghệ blockchain ấy, nó sẽ là cái công nghệ mà nó sẽ làm chủ thế giới trong thời gian tới. Và điều đấy là thôi thúc tôi quan tâm rất nhiều đến cái công nghệ blockchain đầu tiên đó. Và tiếp theo thì tôi biết đến Bitcoin. Và bản thân tôi thì cũng thấy rất nhiều tấm gương. Chưa bao giờ tôi thấy là có nhiều người bỗng chốc trở nên thành tỷ phú nhiều như thế hệ Bitcoin. Thật sự là thế. Và chắc là có lẽ là một phần là do cái lòng tham của mình, cái khao khát thành công của mình. Thì đó là lý do mà tôi muốn tham gia trên Bitcoin. Trước sự phát triển mạnh mẽ của các loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số, mới đây Bitcoin đã được công nhận là một loại hàng hóa tại một số quốc gia như Mỹ, Nhật Bản. Đầu năm 2018, Bitcoin đã chính thức được giao dịch trên sàn CBOE, tương lai một trong những sàn giao dịch lớn của phố Wall. Sau khoảng 10 tiếng đồng hồ, sàn CBOE đã ghi nhận 2.647 hợp đồng tương lai Bitcoin đáo hạn vào ngày 17 tháng 1 năm 2018, được khớp lệnh trên sàn CBOE với mức giá cao nhất là 18.850 đô la Mỹ và con số này tiếp tục tăng lên sau đó. Thưa quý vị, sự biến động lớn của thị trường Bitcoin trong những năm qua, nhất là trong vài tháng gần đây, khiến cho nhiều người lo ngại về tương lai của Bitcoin, nhất là khi Việt Nam luôn nằm trong top những quốc gia có mức độ quan tâm lớn đến loại tiền kỹ thuật số. Vậy kịch bản nào có thể xảy ra cho nhà đầu tư Bitcoin trong thời gian tới? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Với biên độ biến động giá lớn và trong ngày từ 30 đến 50%, thậm chí có thời điểm lên đến 100 đến 200% giá trị, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư khi tham gia sân chơi Bitcoin phải chấp nhận rủi ro thua lỗ vô cùng lớn. Khoảng đầu năm 2018 vừa rồi thì có cái sự giảm giá của nó đáng kể, lên đến giảm đến một nửa giá. Chính vì thế nên là cùng với cả cái sự tiềm năng của cái sự tăng giá thì cũng có rất là nhiều các cái rủi ro của sự giảm giá. Sự phát triển nhanh và mạnh của thị trường tiền ảo nói chung có lẽ đã khiến cho mọi nền kinh tế chao đảo, với đặc tính là không chịu sự kiểm soát của bất kỳ một chính phủ hay tổ chức nào, đã khiến cho rủi ro về mặt pháp lý của Bitcoin nói riêng, các loại tiền kỹ thuật số khác nói chung tăng lên. Trường hợp tranh chấp xuất hiện trong quá trình giao dịch, nhà đầu tư sẽ không được pháp luật bảo vệ. Liên quan đến pháp lý, có nghĩa là có thể có một ngày nào đó một cái chính phủ nào đó tuyên bố là không công nhận Bitcoin nữa, thì ngay lập tức là giá trị Bitcoin nó sẽ giảm rất là mạnh. Và cái đó đã và đang xảy ra trong thời gian vừa qua. Những người bán ấy, người ta cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ cái giá trị, cái bảo đảm gì cả. Những cái giao dịch mua bán với người khác nếu xảy ra nhầm lẫn sai sót, thậm chí là gian lận lừa đảo thì cũng không ai phân xử vì cũng không biết là ai cả. Rồi đến lúc mua về, lưu trữ ở đấy, mất hay còn thì cũng không có pháp luật nào và cũng không có cái cách gì để mà có thể truy đòi hay là bảo vệ mình. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, rủi ro đối với nhà đầu tư Bitcoin còn đến từ mặt kỹ thuật. Bởi về cơ bản, Bitcoin nói riêng, các loại tiền kỹ thuật số khác nói chung chỉ được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ. Các đồng tiền này rất dễ bị thay thế và do đó, các loại tiền ảo này khó có thể trở thành một phương tiện thanh toán và thực hiện được các chức năng cơ bản của tiền tệ truyền thống. Trên thực tế thì có 1.000 đồng tiền khác nhau thì tôi nghĩ là nếu mà để mà làm một cái phương tiện thanh toán chung hay là một phương tiện cất giữ tài sản thì người ta không thể nào mà lưu trữ tài sản của mình mà 1.000 đồng tiền mà tương lai là về lý thuyết là có thể là vô hạn, những cái đồng tiền như thế sinh ra thì nó sẽ mất cái sức năng đi. Trong tương lai thì có hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn những cái đồng tiền tương tự, và quan trọng nhất là người ta chỉ mua bán, giao dịch với một cái
loại tài sản ảo mà nó như là kỷ niệm, như là cảm giác, một cái giá trị nó không có dựa vào bất cứ một cái sản xuất kinh doanh, bất cứ cái hàng hóa dịch vụ nào. Người ta chỉ hy vọng là nó trở thành đồng tiền thì nó sẽ có giá trị, còn nếu như nó không được công nhận là đồng tiền thì có thể nói là nó gần như là không có ý nghĩa gì cả. Có thể thấy rằng nhà đầu tư khi tham gia thị trường tiền tệ ảo này sẽ phải đối mặt với không ít rủi ro. Bên cạnh đó, khi chưa có sự công nhận của hệ thống pháp luật, sự phát triển của các loại tiền kỹ thuật số rất dễ mang đến hệ lụy xấu cho nền kinh tế. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều rủi ro khác nhau, tuy nhiên không thể phủ nhận sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ của Bitcoin và các loại tiền ảo khác đối với giới đầu tư. Lúc này câu hỏi đặt ra là làm thế nào để quản lý hiệu quả Bitcoin? Là những người tham gia trên thị trường tiền kỹ thuật số, họ luôn mong muốn chính phủ Việt Nam, pháp luật Việt Nam có những quy định, hành lang phù hợp để quyền lợi của nhà đầu tư được bảo vệ chính đáng. Bản thân mình cũng như một số nhà đầu tư thì chúng tôi cũng đang rất là mong đợi những cái chính sách và những hành lang pháp lý hợp lý của nhà nước, bởi vì để tạo cái cơ chế thoáng cho chúng tôi được thoải mái khi tham gia thị trường. Bởi vì là quan điểm cá nhân của tôi thì nó chỉ giống như ở Mỹ đã công nhận đó, mình chỉ đánh giá nó như một thứ hàng hóa để mình trao đổi và mình làm một loại hàng hóa để kinh doanh thôi. Hiện tại trên thế giới thì theo tôi được biết thì Mỹ đã coi đồng Bitcoin là hàng hóa và có thu thuế. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã có những cái hành lang pháp lý liên quan đến đồng Bitcoin. Và tôi kỳ vọng rằng là các cơ quan nhà nước Việt Nam cũng sẽ đưa ra một cái văn bản pháp lý liên quan đến những cái đồng tiền kỹ thuật số để cho những cái nhà đầu tư như tôi có thể làm đúng theo quy định của pháp luật. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị phạt tù tới 3 năm. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước không cho Bitcoin và các loại tiền ảo khác vào nhóm các phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Còn các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán gọi là phương tiện thanh toán, bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, Điều 72 Nghị định số 96 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng quy định hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp, bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác, sẽ bị phạt tiền từ 150 đến 200 triệu đồng. Có thể thấy rằng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có những động thái rất cứng rắn để quản lý loại tiền ảo này. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu để có những cơ chế chính sách tiếp cận cởi mở hơn các loại hình tiền kỹ thuật số này, bởi sự phát triển của loại hình đầu tư này là xu hướng trên toàn thế giới. Chắc chắn là sớm muộn cũng sẽ phải có những văn bản quy định. Vấn đề nó là quy định ở cái mức độ nào. Thừa nhận thì đơn giản rồi, nhưng quản lý nó ra làm sao, xử lý những cái vấn đề liên quan thế nào, đặc biệt là những cái ảnh hưởng đến cái hệ thống tiền tệ, hệ thống phương tiện thanh toán, đồng tiền thanh toán của quốc gia. Còn nếu như mà chúng ta mà không có những văn bản quy định ấy, thì nó vẫn cứ diễn ra, người ta vẫn tạo ra, vẫn mua bán, vẫn trao đổi, vẫn giao dịch, thì nó sẽ càng tạo thêm những cái rủi ro, những cái rắc rối, những cái phức tạp cho xã hội. Việt Nam chúng ta cũng cần có một cách tiếp cận phù hợp. Thứ nhất là không coi nó là tiền tệ, nhưng mà chúng ta cũng không thể cấm đoán được 100%, bởi vì nó là tiền kỹ thuật số, nó là giao dịch trên Internet. Những ai muốn thành lập cái sàn Bitcoin phải được xin phép, phải được cấp phép. Đấy. Thứ hai là những ai muốn, những công ty nào muốn kinh doanh Bitcoin hay là muốn nhập máy Bitcoin về để mà đào thì phải được cấp phép rất là rõ ràng và theo dõi, đánh giá. Cái thứ ba là chính phủ cũng như là các bộ ngành có liên quan để sớm tạo ra một hành lang pháp lý để chúng ta quản lý, đặc biệt là tăng cường cái khuyến cáo người dân. Như vậy, quản lý ra sao, hành lang pháp lý như thế nào để thị trường tiền kỹ thuật số có thể phát triển lành mạnh vẫn sẽ là một bài toán chờ lời giải đáp từ các thị trường quốc tế đến Việt Nam. Những giải pháp vừa rồi của các chuyên gia cũng đã kết thúc chuyên mục tạp chí Ngân hàng của chúng tôi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.